đây bàn bán cá này, bàn đây bàn bán cá này đứng đây không là phải đi ra ngoài. Đầu như bò cũng chết. Đấy các công an đấy vào ra đường bắt luôn nhé, đang tập lái chứ quăng. Đấy, chị bắt cá này, chị nhìn con cá này có ngon không? Hả? Cái gì? Cá chấm đây, sông Hồng đây. Bây giờ tìm đại gia ăn cùng thôi. Bây giờ ông thú ơi, ông ở trên quê ông chở thẳng cái này em luôn. Ông chở cả cái này xuống luôn, ông bảo bây giờ chỉ có mày mới ăn được rồi. Con này to thế. Con này có hơn 30 cân. Con này trung hồng. Em là dân ăn sành rồi. Nếu mà ơi đi đừng bóc vẩy nó. Đấy, ông nào có tiền không? Bây giờ là chia nhau một cân. Một triệu một cân. Thì con này 33 triệu thì khoảng mấy người chia nhau mỗi người mấy củ ăn. Mỗi ngày 11 triệu. Ba người à? Chơi luôn. Nhưng mà chị ấy cả đời không em ai em sang bên này lâu rồi, bây giờ em mới tìm được nhà anh Huấn nhá. Hôm nay chị em mới quê tìm đâu? Được. Em ở Thanh Hóa. Chị Thanh Hóa là 36 à? Em chị đang chị là chị này đâu? Em Thanh Hóa, em chỉ có chị ở chị đây lái xe à? Nhưng mà chị là cô giáo dạy lái xe à? Chị này là học sinh, chị này là cô giáo dạy lái xe. Cô giáo đỗ giữa đường. Yêu cầu các chú cảnh sát giao thông mà thấy bà này lái xe đường thì chưa có bằng nhá, thu xe. Được. Rồi chị thấy con cá được ngon này chưa? Không, nhưng lần đầu tiên mình nhìn thấy con cá to. Cá ngon như này mà có anh em nào chung không? Hỏi thật tất cả anh em ở gần Hà Nội có anh em nào chung không? Chứ hôm nay mình mới được gặp anh Huấn ngoài đời thì sao đấy? Không phải chung đà đâu. Lần đầu tiên được gặp anh Huấn. Là hay là bây giờ mình đi phóng sinh nhỉ? Mình thả ra nhỉ? Cũng được anh ạ, anh nha, cũng hợp lệ đấy. Cái anh ấy bóng thì như vậy, em bóng thì cũng vậy. Liệu thả mày ra mày còn sống được không cá? Thì tao đi phóng sinh. Có tuổi rồi sao mình không để người ta... Mấy gì? Con cháu lên mạng có tuổi trẻ. Nó bảo là... Còn đâu, tao 16 nữa. Nó bảo là tao được chết ở nhà mày, tao vinh dự lắm rồi. Không thả, thì hết rồi làm khác. Chết, nó chết thì mình không...